Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ đi độ pin cho hộp pin của máy khoan bê tông Bosch. Thì hôm nay dùng hộp pin 24V 3H. Thì ở đây để thay thế thì chúng ta sẽ sử dụng các cái pin Samsung NR25R, dung lượng khoảng độ 2400 đến 2500 mAh. Và chúng ta độ bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng bộ 6S. Bộ 6S tức là chúng ta sẽ mắc 6 cái pin này nối tiếp, thì mỗi pin nối tiếp sẽ được lành là bộ 2. Cái bộ boost cốc của chúng ta là có 24V 3H, vậy cái dòng sạc của nó khá là cao. Chúng ta sẽ dùng bộ 6S ở đây. Thì với bộ 6S ở đây chúng ta sẽ mắc sử dụng cái mạch 6S 15A này, 6S 12A và đỉnh là 20A này, thay thế cho nó. Thế để độ chúng ta sẽ ghép từng hai viên pin nối tiếp với nhau, song song với nhau thành một bộ, và chúng ta sẽ làm 6 bộ. Như vậy, hai pin này sẽ được ghép nhau thành bộ và chúng ta sẽ làm 6 bộ. Đây cục pin sau khi mà chúng ta đã gắn xong các cái đầu, đây là 6S 12 viên. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái mạch vào. Thì chúng ta sẽ mong muốn là để cái cục pin nó thẳng thế này cho cái việc xây dịch, nó sẽ pin nó sẽ chặt hơn, nó không bị xây dịch. Vì vậy cái mạch chúng ta sẽ để lên trên cái hộp này. Vậy mạch nó sẽ được để trên. Vậy chúng ta sẽ lót một cái lớp mà cách điện ở đây. Sau đó chúng ta sẽ gắn các cái viên pin vào với nhau. Các bạn chú ý là khi mà hàn dây thì bây giờ chúng ta cũng phải hàn dây vào mạch trước, sau đó chúng ta mới hàn từ dây vào pin, chứ chúng ta không làm ngược lại. Bởi vì khi mà các bạn hàn từ pin vào mạch thì khi đấy pin đã có điện rồi, nếu mà bạn chỉ cần hàn chạm nhẹ cái nó chạm sang cái khác là rất dễ bị hỏng mạch. Vì vậy nên nhớ là luôn luôn hàn dây vào mạch trước khi sau đó mới ta thử hàn dây vào trong cái phần pin, chứ không làm ngược lại, để chúng ta đảm bảo cho cái việc mà gắn mạch nó được an toàn. Thì các bạn nhìn trên đây, bạn thấy là các mạch, các chi tiết mạch đấy nó gần, rất gần nhau. Bây giờ chỉ cần trong quá trình bạn hàn, bạn để nóng quá nó trôi sang, chạm sang một cái đầu của một cái linh kiện khác là lập tức cái mạch sẽ bị chập ngay. Thế được cái mạch mà 6S 12. Đây là cái hộp bách pin sau khi chúng ta đã đóng xong. Nó khá là to. Ở đây để bảo vệ cái bách pin này thì tôi đã phải dán các cái đầu vào, vì khi các bạn cho có thể các cái đầu này va chạm, cho nên tốt nhất là dán hết bằng dính kín các đầu vào để hạn chế cái việc va chạm. Các bạn có thể check lại, bắt đầu từ cực âm trước, bị âm 3,5, bị tiếp theo 10,2, tiếp theo 10,3, tiếp theo 14,4, tiếp theo 17, 21,06 và đã âm đầu dương ra 21,06. Ok, bách pin đã hoàn thành xong. Để sạc cái bách pin này chúng ta 6 thì chúng ta sẽ cần nguồn 25V. 25V để sạc cái bách pin này. Còn khi cho thì vào trong hộp bách pin sạc như thế này. Để cái này lên. Pin thì chúng ta hàn âm cực dương đi theo trong cái hộp dây như này, đặt lên xong cái hộp pin khá đơn giản. Thì các bạn chú ý là với những cái bộ pin mà nhiều pin như này và cái tiết diện của cái mạch sạc nó nhỏ, thì khi mà các bạn sạc bạn luôn luôn là phải hàn cái dây trước, sau đó chúng ta mới đấu vào pin, chứ không làm ngược lại, bởi vì làm ngược lại thì cái rủi ro mà chạm chập các cái cực rất là cao, cho nên hỏng mạch. Vì các linh kiện này nó rất là nhạy cảm. Nếu mà chỉ cần chạm chập hàn, bởi hàn hơi nóng cái thì cái đầu này nó sẽ hơi dịch lên phía này, chạm ở đây, chạm ở đây, mà trong khi các cái cực pin đang có điện, các cái dây này đang có điện, chỉ cần chạm cái nó sẽ dây cháy các cái transistor này, hỏng mạch. Thưa các bạn đã theo dõi,